Kính chào anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh Việt Nam và toàn thể những người thiện chí vì hòa bình thế giới. Kính thưa quý vị, hẳn trong chúng ta không ai là không lo lắng cho hòa bình của thế giới. Nhưng với cương vị là một người lãnh đạo của một tôn giáo lớn, hẳn sự lo lắng đó còn nhiều hơn nữa. Làm sao để mọi người được bình an hàng vui sống? Vì thế mà cách đây 25 năm, vào năm 1986, thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mời gọi đại diện của các tôn giáo lớn trên thế giới về quê hương của Thánh Francisco là thành phố Assisi để hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình của trái đất. Ngày 27 tháng 10 vừa qua, Ban Mục vụ Liên tôn Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cùng với anh em dòng Francisco đã tổ chức một ngày hội thảo mang tên Ngày Tinh thần Assisi theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Sáng thứ Năm, ngày 27 tháng 10, tại Trung tâm Mục vụ số 6X đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã quy tụ nhiều thành phần các tôn giáo về tham dự. Trong đó có các thuyết trình viên được mời và đông đảo anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh Việt Nam và nhiều vị khách mời khác về hội trường Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn để tham dự và cầu nguyện cho hòa bình. Cha giám tỉnh Francisco Xavier Vũ Phan Long thuộc tỉnh dòng Thánh Francisco Việt Nam chia sẻ đôi điều về ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày mà Hội Thánh toàn cầu tưởng niệm một biến cố chưa từng có xảy ra trong lịch sử. Đó là vào ngày 27 tháng 10 năm 1986, tức cách đây 25 năm, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã về Assisi và Ngài mời một số đại biểu các cộng đoàn Kitô giáo cũng như là các tôn giáo lớn trên thế giới về đó cùng với Ngài để suy tư về trách nhiệm xây dựng hòa bình. Trong bầu không khí của Ngày Tinh thần Assisi hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ một vị khách mời, đó là ông Giuse Nguyễn Đức Thứ, giáo xứ Tân Sa Châu, chia sẻ một vài cảm nhận của mình về ngày hôm nay. Khi bước vào tôi thấy một cái khung cảnh như là tổ chức hết sức là chu đáo. Vì ngày hôm nay tôi mới được hiểu rõ thêm kỷ niệm 20 mấy năm ngày Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã tổ chức để mà họp mặt. Để ngày hôm nay để kỷ niệm lại thì tôi vào trong phòng họp tôi lại thấy được cái sự chu đáo là sắp xếp rất là thuận tiện cho từng giới và từng dòng. Và hôm nay 27 tháng 10 năm 2001 để kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử đó. Với tư cách là trưởng ban liên tôn, Linh Mục Bảo Lộc đã gửi đến các tham dự viên những suy tư của mình về việc đối thoại liên tôn hiện nay. Ngài đã trình bày một số những nguyên tắc và những phương cách đối thoại liên tôn nhằm giảm thiểu những bất đồng để có thể đến gần hơn trong việc hợp tác với nhau giữa các tôn giáo khác nhau. Trước hết, tôi xin bắt đầu với một cái nhận định từ cái thực trạng ở trong đời sống của người Kitô hữu của chúng ta. Từ thực trạng đời sống của người Kitô hữu, người Công giáo chúng ta là một cộng đồng thiểu số. Người Công giáo chỉ 10%, các cuộc hôn nhân ngoài Công giáo khoảng 2.000 đôi mỗi năm. Đối thoại tín ngưỡng diễn ra ngay trong từng gia đình. Ngài kể đến các gia đình của một nhân chứng rằng cha là một tín đồ cao đài, mẹ là một tín đồ Phật tử và người con là một linh mục. Cuộc đối thoại diễn ra hàng ngày trong gia đình đó, sao họ có thể sống chung hòa hợp ba tôn giáo trong một gia đình, chưa nói đến vấn đề khác văn hóa trong gia đình. Đó là cuộc gặp gỡ giữa những người khác tôn giáo trong bầu khí tự do và cởi mở để lắng nghe người khác, cố gắng hiểu tôn giáo của người khác và hy vọng có thể cộng tác với nhau. Linh Mục Bảo Lộc đã cho chúng ta một số các nguyên tắc về đối thoại liên tôn trong thời đại ngày hôm nay. Với người giáo dân hay người tu sĩ, họ có đời sống như thế nào trong việc đối thoại? Ông Hồ Đức Thứ chia sẻ. Tôi được hiểu thêm qua các bài thuyết trình của các cha có liên quan như cha Lộc. Tôi hiểu thêm và tôi sẽ quyết tâm thực hiện tất cả những cái điều mà tôi đã làm từ trước nay và giờ này tôi tiếp tục làm tiếp. Ví dụ như tôi đã từng gặp các thầy ở chùa Viên Giác ở gần nhà tôi. Đấy là gọi là đạo tràng Viên Giác. Tôi đến hàng thăm và tôi đã nối kết được
giữa giáo xứ Tân Sa Châu và chùa Viên Giác. Cái sự đối thoại hay là việc đồng hành lẫn nhau, thì qua đấy thì chị em giúp nhau, mình hiểu nhau hơn, thì mình sống yêu thương hơn. Đế giáo hoàng Gioan Paolo II đã có một sáng kiến bất ngờ. Trong một thế giới có chiến tranh lạnh, Ngài đã nghĩ đến Assisi, nơi Thánh Francisco đã để lại di sản hòa bình, hòa giải và hình đẹp. Tại Assisi ngày hôm ấy, thế giới quy tụ về đã sống một ngày phi thường. Mọi người được thu hút bởi hai cực. Trước tiên, cực thứ nhất đó là cảm thức về sự lệ thuộc của mọi người vào đấng tối cao, dù là người ta gọi đấng ấy bằng cái tên gì, Thiên Chúa hay là đấng cao đài hay là đấng Allah, thì cũng vẫn là sự lệ thuộc mọi người ghi nhận là có vào một đấng tối cao. Hòa bình là một cử chỉ quy tụ nhiều cử chỉ khác, như buông vũ khí, canh tác đất đai, mở quảng trường, lái các đường nước hay liên kết bàn tay. Tự trung hòa bình là một sự ký thác và một tín nhiệm người khác. Cha khẳng định quả thực hòa bình là tin. Ngài nhắc lại lời của Đức Benedicto khi trong sứ điệp hòa bình năm 2011 như sau: Ai đang tiến về với Thiên Chúa không thể không truyền đạt hòa bình. Ai đang xây dựng hòa bình không thể không đến gần Thiên Chúa. Xin cảm ơn quý thầy quý vị. Tinh thần Assisi chắc hẳn gia đình ca sinh là những người thấm nhuần hơn ai hết, đồng thời là những người đi đầu trong công việc kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng hòa bình. Đối với gia đình Francis đó, nếu mà tinh thần Thánh Francisco mà còn gợi hứng mạnh mẽ như thế cho các đức giáo hoàng và các anh chị em trên toàn thế giới, thì chẳng lẽ những anh em Francis, những chị em Francis lại không cảm thấy đó là Thánh Francisco là một cái nguồn gợi hứng mạnh mẽ hơn cho mình hay sao? Chúng ta phải tiếp tục khiêm tốn khẩn cầu Thiên Chúa ban cho hòa bình, vì hòa bình là một ân huệ của người. Nhưng mà cũng phải thấy trách nhiệm của chúng ta là dấn thân với một nỗ lực mới để thực hiện nhiệm vụ xây dựng hòa bình với lòng can đảm và sáng suốt. Hôm nay, Linh Mục Gioan Nguyễn Phước đã trình bày một vài sự kiện lịch sử và những yếu tố cấu tạo nên tinh thần hòa bình nơi thành phố Mexico. Thánh Francisco đã sống trong một thời đại chính trị hỗn loạn với những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn liên miên. Chính nhờ kinh nghiệm đau thương ấy mà Ngài đã khám phá ra sự cần thiết của một nền hòa bình đích thực, hòa bình của Chúa Kitô, và Ngài đã trở thành một người hòa giải, một người xây dựng hòa bình. Người anh nói dịu dàng ôn hòa đến nỗi một con sói đã được thuần hóa và trở về làm hòa với dân thành Gubbio. Đặc biệt, năm 1219, Francisco cùng một số anh em sang gặp vua Hồi giáo trong lúc chiến sự nổ ra giữa người Hồi giáo và quân thánh chiến. Lính tráng và cả nhà vua đã không làm hại gì đến tính mạng của Francisco, mà ngược lại, vua Hồi giáo là Sultan Emelec El Carmen thấy Francisco vừa hiền lành, khiêm tốn, lại vừa rất nhiệt thành trong đức tin Kitô giáo, thì lấy làm cảm phục và đã mời hai tu sĩ ở lại đàm đạo 3 ngày. Thấy không có kết quả, Francisco đã xin cáo lui. Vua Hồi giáo đã trao nhiều quà tặng, nhưng Francisco chỉ nhận cái tù và làm kỷ niệm. Thánh Francisco đã để lại tinh thần hòa bình vào cuộc sống của Ngài và để lại tinh thần ấy cho các thế hệ huynh đệ, anh chị em khai sinh về sau. Cùng tiếp nối tinh thần ấy, Linh Mục Francisco Xavier Tuấn, phụ nhánh Francisco Việt Tu, sẽ chia sẻ đôi điều về đời sống cộng đoàn. Hôm nay buổi nói chuyện về liên tôn, và liên tôn chắc chắn là đòi hỏi cái sự đối thoại giữa con người với con người để hiểu nhau, để sống với nhau trong tình huynh đệ, trong một trái đất, trong việc loài người chung sống với nhau. Và theo như kinh nghiệm thì sống trong đời tu cũng vậy, đời sống đối thoại với nhau để hiểu nhau, biết nhau hơn và để tôn trọng với nhau trong cái đời sống đối thoại, cái cuộc đối thoại của nhau. Và chủ đề về ngày tinh thần Assisi hôm nay cũng được tô điểm và nhấn mạnh thêm bằng việc triển lãm của các tác phẩm nghệ thuật. Tu sĩ Trần Mừng, người tổ chức cuộc triển lãm hôm nay cho biết. Và tôi là thành viên của Ban Đối thoại Liên tôn của giáo phận, cũng được chia công tác để thực hiện cái sảnh triển lãm về chủ đề này. Và cái phòng triển lãm này là một cái công trình chung của giáo phận Đối thoại Liên tôn
và đại gia đình Phan Sinh, thì tôi cũng được cắt cử để mà cộng tác một phần nhỏ ở trong cái công trình này. Nói chung là nó là kêu cứu đó, cái phế liệu nó làm ô nhiễm môi trường rồi đó. Nhưng cũng khát khao vươn lên có cái hình ảnh ta. Rồi đầu giờ chiều, ban tổ chức đã chào đón các đại biểu và đại diện các tôn giáo đã quy tụ về đây để tham dự và chia sẻ ngày tinh thần ACG. Trong vai trò là một người chủ trì chùa Bát Chánh Đạo, thầy Thị Kheo quyết định chia sẻ những cảm nghiệm của mình về ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi rất là vinh dự khi được tin là có một cái hội nghị đặc biệt của tất cả những tôn giáo về mục đích hòa bình thế giới. Mà tinh thần đó với hội nghị này được gọi là ACC. Chúng tôi rất là hoan hỷ và vui mừng khi được đặt chân đến đây. Để mà những cái gì mà được trình bày trong cái hội đó cũng như mình được học hỏi thêm những cái ý nghĩa đó. Thứ nhất là chủ đề của mình là đem đến sự bình an, bình an cuộc đời cho tất cả mọi người, đó là bình an dưới thế cho người thiện tâm đó. Đây là cái chủ đề đó, bình an dưới thế cho người thiện tâm, một câu kinh thánh rất quen thuộc của người Kitô hữu và rất nhiều người thiện chí đã biết đến. Hôm nay đại diện của nhiều tôn giáo đã đến đây cũng mang một ý thức là chung lời cầu nguyện và chung tay xây dựng hòa bình. Kính gửi lời chào trân trọng và thân ái đến quý chức sắc các tôn giáo. Xin cảm ơn thời giờ và sự hiện diện quý báu của quý vị để làm thêm ý nghĩa của ngày hội ngộ vì hòa bình hôm nay. Linh mục Nguyễn Đình Vịnh cho chúng ta biết đâu là lý do và đâu là giải pháp cứu chữa. Chính vì như vậy, chúng ta thấy rằng việc cầu nguyện cho hòa bình, cái việc sống tập sống cái tinh thần hòa bình và sự hòa giải các tôn giáo, đó là một vấn đề cấp thiết. Khi cầu nguyện chung là chúng ta cùng hướng về cội nguồn, về Thượng Đế, là đấng tạo dựng mọi người và muôn loài, hầu có thể phá vỡ sự vô cảm của con người thời đại. Quan tâm đến các vấn đề liên quan đến hòa bình, công lý, bảo vệ môi trường trên tầm mức thế giới và quốc gia qua các phương tiện truyền thông. Thưa quý vị, vấn đề về hòa bình thế giới, ai trong chúng ta lại không mong mỏi? Thực tế cho đến ngày hôm nay, vẫn còn có chiến tranh, thù hận và khủng bố. Thầy Thị Kheo quyết định thổ lộ thêm về một hy vọng cho tương lai. Vấn đề hòa bình thế giới là một điều mong mỏi của toàn thể nhân loại và tất cả mọi người chúng ta. Hướng đến mục đích hòa bình của thế giới là một điều hết sức trân trọng và quý báu. Đặc biệt cảm xúc của chúng tôi lúc này rất là hoan hỷ trước sự nồng hậu của tất cả các tôn giáo bạn. Vấn đề thế giới trong tương lai đó chính là vấn đề tôn giáo và vấn đề sắc tộc. Chính vì thế cho nên sự đối thoại để hiểu biết hơn về tinh thần của tất cả những tôn giáo là một việc cần thiết. Tôn giáo phải là nguyên nhân của tình yêu và sự hòa hợp, là sợi dây thống nhất của tất cả nhân loại. Vì tôn giáo là một thông điệp và là một thiện chí mà Thượng Đế ban cho loài người. Ngài còn nói rằng tôn giáo là phương tiện cao cả nhất, lớn lao nhất để có thể xây dựng nền trật tự thế giới. Chính nguồn giáo lý cao đài với tinh thần hoạt động tôn giáo, với chủ trương vạn giáo nhất lý, tất cả tôn giáo cùng có một chân lý mà thôi, với phương châm gặp gỡ nhau trên dòng giáo lý để cùng chúng ta bắt nhịp cầu xây non, nhịp cầu giáo lý xây non nước nguồn máy thiên nhiên dựng đạo đời. Cái chủ đề mà ban tổ chức Liên Tôn đề nghị cho Mai Thành trình bày chút xíu là kinh nghiệm gặp gỡ
các tôn giáo. Thì trên hành trình đi công tác để mà phục vụ hội dòng đấy ở trong nước cũng như là ngoài nước, thì Mai Thành có cái may mắn là gặp gỡ, tiếp cận được rất nhiều đạo hữu và các bậc chân tu của các tôn giáo bạn. Theo chúng tôi được biết, các cuộc gặp gỡ liên tôn với mục đích mưu cầu hòa bình trên thế giới và hạnh phúc cho nhân loại đã được tổ chức ở Á Châu. Bắt nguồn vào từ thế kỷ vừa qua, như Hội nghị Tôn giáo Thế giới tại Đông Kinh, Nhật Bản vào ngày 1 tháng 8 năm 1955 với các thành phần được mời từ Việt Nam có Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Cao Tà giáo. Đó là cảm thấy rất vui mừng, tâm tình vui mừng vì gặp gỡ đại diện cho các tôn giáo trong thành phố này để có cái dịp để gặp gỡ nhau, để xây đắp cái tình huynh đệ, cái tình người cho nhau và cho mọi người trong thành phố này. Và vui mừng vì thấy có rất nhiều người đến đây hôm nay như thế này từ các giáo xứ trong thành phố. Và kính thưa quý vị, ngày hội thảo và cầu nguyện cho hòa bình đã kết thúc, để lại trong tâm trí nhiều người niềm hy vọng cho nền hòa bình thế giới mới trong tương lai. Chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Thân ái chào và tạm biệt quý vị.